Đang vào giai đoạn cao điểm và cần phải hoàn thành đúng tiến độ đó con, cho nên bố chưa có thu xếp về chơi với con được. Con phải thông cảm cho bố nha. Làm việc ngoài công trường cũng đã rất là vất vả rồi, nhưng mà vẫn tranh thủ thời gian gọi điện thoại về nói chuyện với mẹ con mình. Bố lúc nào cũng thương con và muốn nói chuyện với con. Tại sao An lại không thương bố? Tại sao An lại không thương bố?